cười cái gì đấy? Nói chuyện với ai đấy? Anh chị anh đặt hàng với anh đặt hàng vào ơi cháu đi chơi vâng. Đặt hàng chị ơi. Ôi đặt hàng rồi ca. Ôi chị đặt hàng không? Hôm nay trời nắng đi chơi. Em không quay đâu, em không quay, em chỉ chơi mà. Đặt hàng chị ơi. Anh dạ. Hôm nay trời nắng đi ra ngoài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.